Xin chào tất cả quý vị cùng các bạn. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, tôi xin quay và giới thiệu tới quý vị cùng các bạn một bộ trường kỷ đại bằng gỗ lim. Và cũng sẽ xin thông báo giá của cái bộ sản phẩm này luôn. Bởi vì ra đầu năm mới này thì chúng tôi sẽ sản xuất nhiều những sản phẩm tương tự. Còn như ở trên hình đây thì hiện tại bộ sản phẩm này là làm xong như nó cận Tết từ cuối năm ngoái. Bộ sản phẩm này của chúng tôi gồm có 3 món, một chiếc bàn kỷ và hai chiếc trường dài ở phía sau. Với kích thước là loại đại cho nên nó sẽ có cái chiều dài đầu tay này là 2 mét 17 18 cm, nó dao động trong cái khoảng đó. Còn cái mặt này từ đằng trước ra đằng sau thì sẽ là 56 cm, tương ứng như cái phần đầu hồi này là 56 thì cái chiếc bàn này nó cũng là 56 cm theo chiều ngang, và chiều dài của nó là 1,3 m, hay chính xác hơn là 1,27 m. Với chất liệu gỗ lim xanh cho nên chúng ta nhìn thấy nó rất là đanh quánh và vân của nó cũng có một cái màu xanh nâu đặc trưng của cái gỗ lim. Ở cái bộ sản phẩm này thì chúng tôi đầu tư tuyển chọn cho nên là nó cũng rất là nột na, và gỗ lạt thì không có tí vết như với những cái phần tay và với những cái phần vai chúng ta đang xem ở đây. Nó làm theo thể loại chân với một chỉ cho nên nó cực kỳ là dày dặn và chắc chắn. Đây là chiếc mặt thứ hai trong cái thành phần của cái bộ trường này. Với phần vách đục tứ quý, tùng cúc trúc mai, ở giữa này là cảnh sen sen cò. Đây là cái phần mặt, nhìn chiều này chúng ta thấy là vân của nó đẹp như thế nào, hình núi luôn, và tất cả đều được tuyển chọn. Chính vì vậy cho nên là từ những cái phần đầu tay này nhìn thấy là vân của nó cũng xếp với nhau rất là đẹp. Cái này là phía mặt sau thì nó hơi tối một chút vì nó ngược sáng với những cái ván đục oval chạy hạt và có những cái chùm nho. Như thế là chúng ta cũng đã xem tổng thể 3 món trong bộ trường kỷ đại gỗ lim và giá thành của cái sản phẩm này. Chúng tôi xin công bố là tại cửa hàng là 22 triệu, giá thấp hơn so với cuối năm ngoái 1 triệu. Bởi vì đầu năm ra thì chúng tôi sẽ làm nó có cái thư thới hơn, không bận rộn và cập dập như là cuối năm, cũng như là thợ thuyền của chúng tôi
sẽ sản xuất hàng loạt. Chính vì vậy nên là giá thành cho tôi đã giảm hơn so với cuối năm 1 triệu. Quý khách hàng nào có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0966 430 568 hoặc truy cập vào các website chúng tôi sẽ nêu ở dưới các cái clip này. Và với giá thành 22 triệu tại cửa hàng của chúng tôi thì sản phẩm này sẽ được hoàn thiện bằng sơn BU cao cấp. Màu sắc thì theo như là ý của quý khách. Và cũng xin được nhắc lại, đây là sản phẩm mới có hàng mộc, chưa được làm nguội và đánh dây giáp. Khi mà hoàn thiện xong sản phẩm này, nó sẽ phải nhẵn nhụi trong bóng từ trong ra ngoài, tất cả các cái lỗ đục và các cái đường vết mà nó có những các cái như là cái dăm hoặc là những cái như thế này, gọi là chúng tôi thì có thể gọi là cái xước mang rô hoặc những cái liềm diềm sẽ phải làm sạch sẽ. Đấy là cái trách nhiệm của người thợ cũng như là cái tiêu chuẩn của chúng tôi sẽ rất là khắt khe. Người thợ sẽ phải làm nhẵn nhụi trong bóng các lỗ đục và tất cả những các cái mặt này cho đến cái phần tay rồi đến phần vách đục, lúc đó mới đạt được cái yêu của cầu và tiêu chuẩn để chúng tôi xuất xưởng những bộ sản phẩm mang thương hiệu đồ gỗ La Xuyên của chúng tôi. Với những cái lối tay như là vai như ở đây thì là chúng ta nhìn thấy nó được làm bo tròn hết sức là cân đối và dày dặn. Với những phần tay là 8, 12 có những chỗ nó sẽ là 8, 13 bởi vì là chúng tôi làm là 8, 13 nhưng khi mà làm lên thì nó bo tròn đi, nó sẽ bị hụt đi một chút. Chính vì vậy cho nên là những cái phần vai này quý vị nhìn thấy nó hết sức là mềm mại nhưng ngược lại cũng rất là chắc chắn. Với những cái phần ốc to như này đó, quý vị có thể nhìn thấy với những cái phần con ốc được làm là liền và cực kỳ là dày dặn chắc chắn nhưng cũng mềm mại. Chính cái phần mềm mại của cái vai này sau khi sơn lên nó càng toát được cái vẻ đẹp giống như một cái ống tơ trơn tru nhẵn nhụi mượt mà. Đấy là những cái tiêu chí để mà cấu thành một cái bộ sản phẩm sơn kỳ gỗ lim đại như chúng ta vừa xem hàng mộc đây. Trong bộ sản phẩm thì sẽ khi hoàn thiện thì sẽ có thêm một cái mặt kính ở đây ở trên chiếc bàn này. Lúc đó là bộ sản phẩm đã xong vị trí. Như thế là chúng ta vừa xem xong tôi giới thiệu và thông báo cái giá thành của bộ sản phẩm này để quý vị cùng các bạn xa gần, quý khách hàng đang quan tâm đến dòng truyền kỳ này được biết. Tới đây tôi xin tạm dừng clip này tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách là đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông để nhận được thông báo khi có clip mới, cũng như là chia sẻ những cái video clip của chúng tôi để đông đảo anh em bạn bè xa gần được biết tới. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị.